Thiện hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022. Quý vị đang đến với phần tin Headline News, các dòng tin chính của buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây là các bản tin chi tiết. Liên quan đến việc kinh tế sa sút ngày hôm qua lạm phát và suy thoái nhấn chìm chỉ số đào mất trên 800 điểm. Cổ phiếu giảm hôm thứ Ba khi cổ phiếu công nghệ sụt giảm mạnh khiến cho wall thiệt hại sâu sắc hơn sau khi khởi đầu năm 2022 nhanh và thành công. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm hơn 800 điểm ngay sau 2 giờ chiều. Thứ ba giảm 1,8%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq đã giảm 3% và chỉ số S&P 500 đã giảm 2% khoảng 2 giờ trước khi tiếng chuông đóng cửa. Sau một năm tăng xuất sắc, cả ba chỉ số đều giảm kể từ đầu năm do các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp diễn ở Ukraine, lạm phát cao và cục dự trữ liên bang đang tiếp tục hạ nhiệt tăng trưởng giá để cắt giảm lợi nhuận doanh nghiệp chiến trận tại ukraine thưa quý vị ngoại trưởng nga lên tiếng cáo buộc tây phương đang tham chiến tại ukraine và việc này có thể gây ra thế chiến thứ ba cũng như là chiến tranh nguyên tử với ông chiến tranh là chiến tranh cho dù đó là chiến tranh ủy nhiệm ngoại trưởng nga đã cáo buộc nato gây chiến tranh ủy nhiệm bằng cách cung cấp viện trợ quân sự cho ukraine khi các bộ trưởng quốc phòng đang tập trung tại Đức để tham dự các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ chủ trì về việc hỗ trợ Ukraine thông qua điều mà một tướng của Hoa Kỳ gọi là rất quan trọng trong vài tuần. Sergei Lavrov nói với truyền thông nhà nước Nga, về bản chất, NATO tham gia vào một cuộc chiến tranh với Nga thông qua một người được ủy nhiệm và đang trang bị cho người ủy nhiệm đó. Chiến tranh chỉ có ý nghĩa là chiến tranh. Ông cũng cảnh báo rằng nguy cơ xung đột hạt nhân hiện nay là đáng kể. Một tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuliba cho thấy Moscow đã mất hy vọng cuối cùng để khiến thế giới sợ hãi ủng hộ Ukraine. Hội nghị quốc phòng của 40 đồng minh họp tại Đức về Ukraine. Đức xoay chiều viện trợ hệ thống phòng không Gepard cho Ukraine. Hội nghị quốc phòng của đồng minh họp tại Đức về Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht đã cam kết về việc pháo không phòng không Gepard. Trong bài phát biểu trước đại diện của 40 quốc gia tại cuộc hội đàm, quốc phòng cấp cao do không quân Hoa Kỳ tổ chức tại trụ sở Âu Châu ở Ramstein, Tây Nam nước Đức. Hoa Kỳ đã hứa sẽ làm hết sức mình giúp cho Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga khi nước này tổ chức các cuộc đàm phán quốc phòng tại Đức với các đồng minh từ 40 quốc gia. Trong khi đó, tình hình tổng quát tại Ukraine như sau. Nhà sát thủ đô Kiev đang bị quá tải, Quân Nga đe dọa trả đũa nếu người Anh có mặt tại các địa điểm đã dùng vũ khí của Anh viện trợ để bắn vào quân Nga. Thưa quý vị, hiện nay nhà xác tại thủ đô đã bị quá tải. Những người sống sót ở Bilcha, Porodianka, Urpin và Hostomo, nơi người Nga bị cáo buộc tội ác chiến tranh, chống lại dân thường, đã không dừng lại để ăn mừng ngày người Nga rút lui. Thay vào đó, bắt đầu ngay lập tức để đếm và xác định những người đã chết. Mỗi ngày, hàng chục người tiếp cận các xe tải đông lạnh để ghi tên người thân vào thi thể được đóng trong bao đen và chồng chất lên nhau. Trong lúc đó, Nga cảnh báo chính phủ Anh về phản ứng tương xứng ngay lập tức vì kích động Ukraine tấn công. Nga các khí đốt của Ba Lan, Bulgaria kể từ ngày hôm nay. Vào ngày 26 tháng 4, Japrom đã thông báo cho Ba Lan về ý định đình chỉ hoàn toàn việc giao hàng theo hợp đồng Yamal vào ngày 27 tháng 4. Tin tức này đưa giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn của Hoa Kỳ tăng khoảng 3% vào hôm thứ Ba. Vào tháng trước, Nga đã đưa ra một tối hậu thư cho các quốc gia không thân thiện rằng họ phải trả năng lượng bằng đồng rút bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 hoặc có nguy cơ bị cắt nguồn cung cấp thiết yếu. Nhưng dòng khí vẫn tiếp tục. Bà Lan tuyên bố sẽ không thiếu khí đốt trong các ngôi nhà của người Ba Lan. Nga đang âm mưu gây nổi loạn tại vùng ly khai của Moldova, Transnistria để tạo thành một hành lang phía nam các đứt Ukraine với vùng biển. Một loạt vụ nổ bí ẩn ở Moldova đã làm dấy lên mối đe dọa về cuộc chiến của Nga ở Ukraine tràn sang lãnh thổ mới với những hậu quả khó lường. Các vụ nổ đã phá hủy các anten vô tuyến tại một khu vực phía đông Moldova do Nga đồn trú dọc theo biên giới Ukraine, Transnistria, nơi vốn đã yên bình kể từ một cuộc xung đột ngắn năm 1992 do lực lượng ly khai được Điện Kremlin hậu thuẫn tiến hành chống lại quân đội Moldova. Các nhà chức trách ly khai đổ lỗi các vụ việc cho những kẻ xâm nhập Ukraine trong khi chính phủ Kiev cáo buộc đó là các cuộc tấn công giả được thiết kế để tạo cớ cho việc điều động quân Nga để bổ sung vào 1.500 quân đã đóng tại đó, giống như các vụ nổ tương tự ở Donbass trước đó. CDC Hoa Kỳ cho biết ít nhất là 58% dân số Hoa Kỳ đã có kháng thể tự nhiên từ lần nhiễm trùng COVID-19 trước đây, cứ 5 người ở Hoa Kỳ thì có 3 người hiện nay có kháng thể từ lần nhiễm trùng COVID-19 trước đó, theo một phân tích mới của CDC. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn ở trẻ em, chứng tỏ mức độ lan rộng của virus trong đợt tăng Omicron mùa đông. CDC nói với các phóng viên trong một cuộc họp vào hôm thứ Ba rằng nghiên cứu không đo lường liệu những người bị nhiễm trùng trước đó có mức kháng thể đủ cao để bảo vệ chống lại sự tái nhiễm và bệnh nặng hay không. Tuy nhiên, giám đốc CDC Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết, họ tin rằng có rất nhiều biện pháp bảo vệ chống lại virus trong cộng đồng từ việc tiêm chủng, tăng cường và lây nhiễm cùng nhau. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Headline News của buổi sáng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!